Để thuận tiện di chuyển và đón xem lễ diễu binh diễu hành, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết sẽ bố trí 159 điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy phục vụ người dân đi xem diễu binh diễu hành. Cụ thể như sau, hướng Nam và thành phố đỗ gửi phương tiện tại các điểm Kim Đồng, Tam Trinh, Đền Lừ. Hướng Bắc và thành phố đỗ gửi phương tiện tại các điểm Nam Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt. Hướng Đông và thành phố đỗ gửi phương tiện tại các điểm Ngô Gia Tự, Nguyễn Sơn và khu vực ngã ba Minh Khai, Lạc Trung hướng Tây và thành phố, đỗ gửi phương tiện tại các điểm nhồn, khu công nghiệp Minh Khai Tử Liêm, Cầu Diễn, Dịch Vọng. Tại quận Hoàn Kiếm, người dân có thể gửi xe từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ sáng tại các tuyến phố Quán Sứ, Quang Trung, Ngô Quyền, Phủ Doãn, Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Hai Bà Trưng. Người dân có thể chọn các địa điểm đẹp để dễ dàng xem các đoàn diễu binh diễu hành kỷ niệm mùng 2 tháng 9 tại ngã tư Hùng Vương Hàng Cháo, cửa Nam, nhà hát lớn, nút giao Kim Mã, Liễu Dài.